áp suất điện tử đa năng Sơn Hào Mama SHD1588B, giữ chọn vị ngon trong từng món ăn, thiết kế hiện đại, phù hợp với mọi không gian bếp. Bằng điều khiển cảm ứng nhạy bén, màn hình LED sắc nét, tùy chọn dễ dàng các chức năng nấu nướng. Lòng nồi chống dính an toàn cho sức khỏe, dễ dàng vệ sinh. Nắp nồi hai lớp dày dặn, không làm thất thoát hơi nước, giữ chọn dưỡng chất và hương vị. Với dung tích 5 lít, Sơn Hào Mama SHD1588B mang đến món ngon bổ dưỡng cho gia đình từ 4 đến 6 thành viên. Đa dạng với 15 chế độ nấu, nồi áp suất điện tử đa năng Sơn Hào Mama SHD1588B cùng bạn thỏa sức sáng tạo những món ăn ngon cho gia đình mà không tốn thời gian. Cấu trúc chặt chẽ, không làm thất thoát hơi nước, duy trì áp suất lớn, ninh hầm thức ăn nhanh chóng. An toàn tuyệt đối, tự động xả áp, chống bỏng, tự động giữ ấm. Giảm thời gian đun nấu, tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn giữ nguyên độ mềm ẩm, đậm đà hương vị món ăn. Chức năng hẹn giờ nấu nướng trước 24 giờ. Hiệu quả giữ ấm hơn 80%. Sơn Hào Mama SHD1588B mang đến món ngon cho gia đình bạn mọi lúc, đảm bảo dưỡng chất trong từng món ăn. Đa chức năng nấu thông minh, an toàn, tiện lợi, bảo hành 24 tháng. Nồi áp suất điện đa năng Sơn Hào Mama SHD1588B hoàn hảo vị ngon, vẹn tròn hạnh phúc.